hôm nay đi kiếm một tí gì đó để đem về trồng coi. Chắc ở đây có hạt giống nè. Ý đằng kia có mía. Mía nữa kìa. Lấy mía thôi. Làng kia lấy mía. Bây giờ thì mình có một cái điều ước là như vậy này các bạn. Là mình ước gì là mình sẽ có một căn nhà, gọi là không có phải là những cái căn nhà bình thường ở đằng kia nữa. Tại vì mình rất là nhàm chán khi mà ở những cái căn nhà đó rồi. Đó, cho nên là mình mới ước là có một cái căn nhà khác. Và mình ước gì căn nhà này là một cái căn nhà tuyệt vời, có thể tránh được những cái nơi gọi là bão táp hay gì đó, hoặc là những cái vụ trộm cướp. Chẳng hạn như lần trước mình xây một cái nhà bình thường á, thì vô tình là mình bắt bé heo rồi. Ôi, cho nên là mình ước gì có một cái căn nhà mới ha. Nhưng mà cái điều đó có lẽ là không có thể nào được đâu. Cho nên là thôi đừng có mơ nữa. Mà thôi bây giờ mình sẽ đi về về làng coi có cái gì hay làm không. Lấy một ít lúa. Hạt giống. Cái này là đào đây, hạt giống nè. Sao không có, không có một cái hạt. Ờ có rồi. Ok. Mía là các bạn phải trồng ở dưới cát đúng không? Cho nên là mình lấy mía về và mình trồng ở gần làng mình. Đúng không luôn? Trồng ở gần làng, không có trồng ở xa xa nữa. Lấy mía, mía. Ui, có chỗ nào không? À đây có nè. Chúng ta phải trồng ở đây, Ở đây và ở đây. Uầy, xong. Về thôi. Đi nào. Để mình kiếm cái chỗ nào mà ruộng nó chín rồi các bạn. Mình sẽ lấy một ít, sau đó mình sẽ gọi là ở đằng kia ruộng chín cho ta. Ai rồi, mình sẽ trồng lại hạt giống cho người ta thế thôi. Bup. Coi bộ là hạt giống là coi như là khó rồi nha. Cái muốn trồng là hơi khó à. Rồi chưa được nè. Thôi không sao. Rồi có lẽ các bạn cảm thấy là mình khá là nhàm chán khi mà ở những cái nhà này phải không? Như đã mình có nói rồi, là mình ở những cái nhà này á, thì mình thấy nó chán sao các bạn. Nó không có gọi là thoải mái gì á. Và chẳng chắc chắn là căn nhà ở đây không có gì à. Wow, ở đây ngắm cảnh đã rồi. Ý, đằng kia có cái bảng hay gì kìa các bạn. Ờ đúng rồi, đi ra bãi coi. Ai lại cắm cái bảng ngay gần nhà mình vậy? Đi đường này cho lẹ. Ai vậy ta? Ai làm điều này? Cái gì đây? Nhà mới, đi theo hướng dẫn. Ồ, lại có nhà mới hả? Ủa, mà nhà này mình có xây đâu mà nhà mới. Thôi cởi đi theo hướng dẫn coi. Mũi tên hướng này hả? Mũi tên hướng này. Ok, đi hướng này. Let's go. Yeah. Úi, rồi xem tới là lọt xuống cái kia rồi. Ý, có con bò bị nhốt. Mày bị cái gì vậy bò? Sao mày bị nhốt ở đây? Uầy, đây gọi là đố các bạn. Ở đằng sau con bò này, mày đứng im coi con bò ngu này. Đằng sau cái màu hồng hồng của con bò là gì? Không phải giái của nó đâu các bạn. Không phải là giái đâu nha. Đó là cái bầu sữa đó. À, cái nhâm dứ. Để cho con bú á. Giết con bò. Ơ, tại sao giết nó? Mà phải giết nó thôi. Bắt buộc. Yêu cầu mà, theo yêu cầu thôi. Uầy, giết một con bò. Chết. Rồi đâu nữa? Giết con bò làm gì nữa? Ủa sao đây không có gì vậy? Y đằng kia các bạn. Lại đây. Coi. Cái gì? Đi tiếp hả? Hướng nào? Hướng này hả? Ok. Đi tiếp thôi. Nghe nói chung là theo hướng dẫn. Rồi đi đâu nữa? À có một cái bảng nữa. Ồ cái này y như đi chơi đi tìm kho báu vậy các bạn. Hướng này hả? Ok, đi thì đi thôi. Ý, đây có một cái bảng nè. Xuống dưới. Ấy, xuống dưới đây hả? Có một cái bảng nữa, chúng ta phải chơi theo thứ tự nha. Nhà ở đây, nhà ở đâu? À, ở đây hả? Ở đây, chắc không? Thật không? Rồi, mà căn nhà ở đây thì chỗ đâu mở ta? Ơ, không được. Rồi, mình biết rồi. Lại một cái căn nhà bí mật nữa các bạn. Không, chắc ai xây cho mình nè. Nhưng mà có cái điều á là mình biết cái chiêu rồi. Đó là bình thường là các bạn không thấy có cần gạt hay là nút thì các bạn biết là sẽ quăng đồ vô nó sẽ mở cửa đúng không? Chắc chắn là cái đồ ở đây quăng ở đây là sẽ mở cửa. Mình quăng coi có mở cửa không nha. Mình quăng vô coi. Chắc chắn mở cửa thôi. Tê tên. Ủa. Quăng lại cái nữa coi sao kỳ á. Ồ hách à. Không được. Vậy còn ở đây. À, ở đây có bông hoa. Rồi, chắc chắn là ở đây, quăng vô đây. Ủa, không được. Cái gì?
Ý, các bạn, để khoan, để mình chỉnh tắt mưa cái. Ok, rồi, có cái bảng nữa nè. Chặt cây đi. Ok, chặt. Ủa, mà tại sao chặt? Ê, quay. Cái trò chặt cây này mình biết rồi nha. Coi chừng nó chon mình đó các bạn à. Rất là nguy hiểm. Lần trước mình có chỉ cho các bạn vài cái bẫy. Đó là bẫy chon bằng cây đồ, cửa đồ không. Và cái bẫy này chặt cây đi. Nhưng mà thôi, chặt cứu nha, chặt trước. Ta. Chạy nha. Chạy. Ủa, đâu có gì đâu. Chỉ có cái rương. Ê, khoan. Từ lại coi, nó nổ một cái chết liền á. À, có cái rương. À, khoan. Chúng ta phải đặt một cái block ở đây. Nếu mà mình mở gương ra, lỡ mà nó có nổ á, thì mình còn đỡ nha. Ô, cái gì đây? Tại sao lại có cung ở đây? Lấy hết luôn. Đùa. Rồi làm sao nữa? À, đây không phải là cái bẫy các bạn ơi, đây là hướng dẫn. Rồi mà sao? Cái cung làm gì? Bắn hả? Bắn lên trời tự bắp giá bản thân à. Ô, cung nó bay kỳ á ha. Ồ, vậy thôi hả? Không có làm gì đâu. What? Ồ, làm gì ta? Hay là mình bắn thôi. Bup. Wow. Bup. Oh. Ok. Hiểu rồi. Bắn ở đây chứ gì? Lụm. Ơ. Rồi, hiểu rồi. Phải đứng sát vô là chạy vô cho kịp. Rồi. Oh yeah. À. Cái này là một cái phòng bí mật các bạn à. Wow, chỗ này đẹp vậy. Wow. Tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đây là một cái căn phòng bí mật. Oh, căn phòng này đẹp thiệt. Ở đây có cái giường màu hồng của mình nè, giường BD. À, không phải BD nha, giường bé heo á bạn, không phải BD. Wow, ở đây rất là đẹp luôn, có cổng địa ngục nữa kìa. Đi ra coi. Ôi, sao cái cửa này hay vậy ta? Thôi mình làm lại coi. Bắn vào đây đúng không? Ui. À, khoan. Chúng ta phải đứng gần lại. Bắn vào, sau đó các bạn đi vào. Wow, tuyệt vời. Ok, và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm một cái căn nhà bí mật ở trong hang, ở trong vách núi, ở trong kiểu như trong hang vậy đi, ở trong cái này trong vách núi mới đúng. Và ok, thì cái nhà bí mật này nó khá là đơn giản và rất là dễ làm. Rồi, và bây giờ thì mình cái này là theo yêu cầu của bạn nha. Có rất là nhiều bạn kêu mình là nơi làm nhà trong làm nhà bí mật ở trong vách núi đi, trong hang đi, thì kiểu như thế này cũng là hang rồi. Đấy, là nhà bí mật ở trong vách núi nha các bạn. Rồi, và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, và chúng ta sẽ let's go nha. Chết đi nè con gà, chết đi. Ui, nó chạy kìa. Thôi bỏ đi. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bắt tay vào làm cái này nha các bạn. Vào làm một cái nhà bí mật ở trong cái vách núi. Thì đầu tiên, những cái thứ các bạn cần chuẩn bị cho mình là block đá, đất gì đó. Nói chung là để cho nó phù hợp với ở trong cái môi trường là vách núi. Tiếp theo đó là redstone, đúc redstone, bàn dặm và tất nhiên là một cái piston dính nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào làm thôi. Đầu tiên thì các bạn hãy làm cho mình, đào vào cho mình. Đó là 1 nè, 2, 3, đó. Thì bên đây cũng như vậy thôi, từ đầu vô là 1 đúng không? Đó, chúng ta đào vô 3 x 2, đấy 3 x 2 thấy chưa? 1 nè, 2 nè, 3 nè, rồi ngang qua là 2, 1. Hai. Ok, sau khi các bạn đã đào xong như vậy rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm nha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn thực tế luôn cho nó dễ làm. Rồi bây giờ thì các bạn hãy lấy cho mình cái bàn dặm và đặt vào đây. Là cái khúc này các bạn sẽ đi vào nè. Đó, mình sẽ phá chỗ này luôn. Đó, các bạn sẽ đi vào đây và các bạn tạo nhà gì tùy các bạn. Tiếp theo đó là các bạn hãy đào xuống cho mình hai ô này. Và đặt một cái đuốc redstone lên ngay cái bàn dặm. Đó, cái phần này nó sẽ kích hoạt nè các bạn không? Kích hoạt đóng mở. Đó, đóng mở. Ok. Rồi bây giờ thì đào tiếp cho mình là hai cái dưới này. Và đặt redstone vào, 1, 2 và 3. Đó, ba cái redstone ở đây, 1 2 3, thấy chưa? Tiếp theo là hãy lấy cho mình một cái block bất kỳ, thì mình sẽ lấy một cái block đá ha. Mình sẽ đặt lên cái đuốc redstone. Thì cái phần này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là cái piston á nó sẽ hoạt động. Thì redstone nó có thể truyền qua những cái block nha các bạn.
Rồi và bây giờ thì đặt thêm một cái redstone đây. Nói chung là cái này nó phải cực kỳ dễ luôn bạn ạ. Cực rất là dễ. Sau đó thì các bạn hãy đặt cho mình thêm một block ở trên đây nữa. Thì cái block này nó sẽ hỗ trợ cho piston y như nãy mình đã nói rồi. Đó. Thì cái này nó khá là đơn giản. Rồi tiếp theo cuối cùng, cái phần cuối cùng này nó dễ ơi là dễ luôn, đó là các bạn hãy đặt piston vào. Là cái phần này, cái phần đuôi này các bạn thấy piston thì các bạn đặt ở đây một cái, nó sẽ đẩy ra và ở trên đây một cái. Thấy chưa? Khi mà mình đặt cái block này trên đây á thì piston nó sẽ hoạt động. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắp vào và cần một cái quên nữa là các bạn phải cần một cái cung và mũi tên nữa và bắn vô đít con heo này, bắn vô đít con heo đó. Bắn vô đít con heo nè. Con gà hồi nãy chạy đúng không? Mày nè, headshot nè, headshot. Ê, thật ra cái cung này không phải là để làm như vậy đâu mà các bạn đã biết rồi, cái cung này là bắn vào đây. Ôi kìa. Kìa. Đó, và đi vào. Thế là xong. Ê, chết rồi, tối thui luôn. Đêm tối thui, trời tối thui sao chót. Rồi các bạn có thể đào và xây nhà gì tùy các bạn nhé. Đó, có thể đào một phút thôi và các bạn xây nhà tùy các bạn. Rất là đơn giản. Rồi, ok. Và các bạn chỉ cần việc đi ra thì các bạn dặm cái bàn này thì nó sẽ cho bạn đi ra. Và tất nhiên là các bạn nếu mà các bạn làm một cái nhà như vậy á thì thật sự là không ai nhận ra được cái nhà của các bạn ở đâu hết. Các bạn phải đánh dấu thôi. Có khi các bạn cũng không nhận ra nhà của bạn ở đâu luôn á. Cho nên là bạn phải đánh dấu vào là vị trí nó ở đâu. Ví dụ cái cửa là ở đây thì chúng ta sẽ đánh đặt kế bên. Và rồi, bắn vào đây thôi, lưu ý bắn vô cái góc nè. Đó, và đi vào thật là nhanh để kẻo cái cửa nó đóng. Rồi và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn là làm một cái nhà bí mật ở trong cái vách núi rồi. Thì thực sự cái này nó rất khá là dễ rồi, chứ bạn chỉ bỏ ra 2-3 phút là các bạn có thể làm được. Thấy dễ không? Quá là dễ luôn ha. Đây mình sẽ đặt ra. Đó, quá là dễ, các bạn có thể nhìn lại. Thực sự là cái piston này là cái phần phụ thôi, chủ yếu là phần đặt redstone, các bạn nhìn nè. Nó quá dễ luôn, làm gì mà không làm được. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là để lại một like cho mình thôi. Thì mình mong video sẽ được 4.000 like nha. Thì đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những video mới của mình nha. Và mong là các bạn hãy giúp cho mình đạt được 300.000 người đăng ký sớm nhất. Và có rất là nhiều bạn hỏi là anh ơi, nút bạc của anh sao chưa về nữa, anh ơi khoe nút bạc đi. Có nhiều bạn là tưởng mình có nút bạc rồi mà mình không khoe. Thực sự là mình đang chờ nút bạc rất là nhiều luôn. Cho nên là các bạn phải gọi là sao ta, đợi chờ như mình thôi. Mình cũng đang mong chờ nút bạc và nút bạc đang về các bạn à. Mình cũng không biết là chừng nào nó về nữa. Nhưng mà nói chung là đợi đi, đợi và đợi, chờ đợi là hạnh phúc mà. Nó giỡn thôi chứ nút bạc của mình thì mình không biết lúc nào về đâu. Cho nên là cũng phải cố gắng mà chờ thôi các bạn à. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở dưới video sau nha. Và đừng quên comment những cái ý tưởng nha. Mình nhận được rất là nhiều ý tưởng rồi. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm hết những cái ý tưởng, những cái thử thách, những cái yêu cầu của bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở dưới video sau nha. Bye bye.